chiếc xe Kia Morning này đã lật ra đường sau một vụ tai nạn trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào 17 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2018, ô tô này do anh Phạm Minh Quang, 17 tuổi, ở quận Bình Tân điều khiển, lưu thông trên đường Chu Văn An. Khi vừa qua cổng Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, thuộc phường 12, quận Bình Thạnh thì mất lái tông vào một ô tô khác đang đậu trên đường. Cú va chạm mạnh làm xe ô tô do anh Quang lái bị lật ngang trên đường. May mắn, túi khí bung ra nên anh Quang không bị thương. Lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường và điều tra vụ việc.